Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục review sách của Đút Vlog với cái tác phẩm là Vượt qua chứng tự kỷ với The Sunrise Program của tác giả Raoul K. Kapman. Thì tác giả này á, là một người đã từng mắc chứng tự kỷ khi mà còn nhỏ. Thì đối với những cái lời khuyên và những nhận định của các chuyên gia vào thời đó, đó là cái khả năng hồi phục của ông tác giả này là 0%, tuyệt đối không thể hồi phục được. Nhưng mà ba mẹ của ông tác giả này đã áp dụng một cái phương pháp mà rất là khác lạ với hầu hết những cái lời khuyên thời đó. Và điều này đã giúp ông vượt qua cái chứng tự kỷ. Và khi mà ông lớn lên, ông đi học, ông nghiên cứu, ông đào sâu và tìm hiểu để ông phát triển lên, thì nó trở thành Sunrise Program, là cái chương trình giúp cho việc hồi phục, việc thay đổi, việc điều trị cho các em có chứng tự kỷ nó hiệu quả hơn. Thì có một giai đoạn mình bị stress, mình kiểu giống trầm cảm vậy đó, thì mình tìm hiểu rất là nhiều quyển sách về tâm lý, về tự kỷ, về depression, về hạnh phúc, về vân vân. Thì trong đó có quyển này, nhưng mà quyển này thì nó dành cho trẻ em chứ không phải là dành cho người lớn. Thì khi mà nói về cái chương trình Sunrise Program này á, thì nó hoàn toàn ngược lại với những chương trình khác, là nó phản đối những cái phương pháp mang tính ép buộc, cưỡng chế, dùng thuốc hay là những cái tác động mà nó mang tính áp lực đối với trẻ. Thay vào đó là phương pháp mang tính hòa mình hơn, tức là bố mẹ phải hòa nhập với đứa trẻ, trở thành một đứa bạn tự kỷ với đứa trẻ tự kỷ, một người mà được tụi trẻ tin tưởng, được nó hòa đồng vào, chơi chung và có những cái thấu hiểu, đạt được sự tin tưởng của đứa trẻ, thì dần dần đứa trẻ nó sẽ hồi phục lại. Và trong cái tác phẩm này á, thì tác giả nêu ra từng bước làm như thế nào, và các ví dụ cụ thể trong từng trường hợp nó sẽ ra thế nào. Thì gần như là một quyển sách mang tính chuyên môn rất là nhiều, đặc biệt là người không cần có nền tảng về tâm lý vẫn có thể nghiên cứu và học hỏi được. Thì điểm duy nhất mà mình không hài lòng ở quyển sách này đó chính là cái hình thức. Nó layout nó rất là xấu luôn, bìa nó còn bị lỗi, nó bị cấn mép, bạn thấy chữ nó bị lỗi rồi, nó bị tràn bìa như thế này, mình đọc rất là khó chịu. Phải nói là trong những quyển sách theo chủ đề tâm lý trị liệu như thế này thì mình thấy cuốn này là cuốn xấu nhất. Ngoài trừ điểm trừ đó ra thì mình thấy đây là một quyển rất là hữu ích cho những ai mà có con cháu, có người thân là trẻ tự kỷ, thì mình cực kỳ nên đọc cái quyển sách này. Hoặc là có ai thân quen thì mình nên gửi tặng cái quyển sách này. Quyển sách này phiên bản 2018 của Thái Hà Book có giá là 129.000. Đây là một cái giá cực kỳ rẻ đối với những ai đang gặp vấn đề và đang muốn giải quyết. Thì mình nghĩ đây là một cái cuốn rất hữu ích. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.